Người kết nối đã bí mật đón và đưa mẹ của Phạm Hồng Minh từ Bình Định vào thành phố Hồ Chí Minh để thăm con trai. Trời ơi, may quá. Cứ sợ phải cô là con không biết con đón lộn rồi chứ. Đón lộn rồi, đón y. Dạ. Cô đi có mệt không? Không, bình thường con. Rồi cô ăn gì chưa? À, chưa. Chưa hả? Giờ hồi lát dẫn con đi ăn nha. Không, được. Hay không? Rồi, cảm ơn con. Chứ giờ nôn gì, nôn gặp con quá. Bao nhiêu lâu rồi mình không được gặp con? À, bao nhiêu lâu? Mấy tháng rồi cho lâu, gần nữa nên má. Từ nửa năm rồi. Nhớ lắm phải không? Nhớ. Dạ. Rồi điện thoại hỏi thêm đồ nhà chứ còn không có kịp. Dạ. Thực hiện mong muốn hiểu rõ cuộc sống và suy nghĩ của con trai mình, cô Tư Quân đã được chương trình sắp xếp để bí mật theo sát các hoạt động của Mai Phương và Phạm Hồng Minh. Mình xa quê từ nhỏ rồi, tức là năm cấp 3 mình đã vô Nha Trang để học. Sau đó vô đại học thì cái khả năng tự lập cũng như là tự tìm kiếm công việc rồi tự lo cho bản thân mình chứ cũng không phụ thuộc vào nhiều gia đình. Những năm sinh viên thì cũng đi làm như bao bạn khác thôi, cũng đi vẽ tranh trên tường, rồi đi ký họa chân dung. Nói chung là làm rất là nhiều việc để kiếm ra tiền, để trang trải. Là một người ở quê vô thành phố thì mình cũng hiểu được cái hoàn cảnh của gia đình rồi, cũng phải cố gắng làm việc thêm để bù đắp vô chứ không phụ thuộc quá vào gia đình. Hồi đó nhiều nhất là mình kiếm được bao nhiêu tiền một tháng? Sự cũng hơi nhiều. Bởi vì lúc đó đi vẽ tường thì mình có làm với ba bạn khác nữa. Thì vẽ được cái bức tường đó tầm khoảng 10 triệu. Ông sinh viên mà ba bạn 10 triệu là cao. Đúng rồi, cũng hơi. Hồi đó là Phương còn đi diễn sớm mà tháng tầm khoảng 3 triệu mấy 4 triệu rồi, chưa tính tiền đồ đạc. Nhưng thật sự đó một năm chỉ được một lần. Còn lại là đi làm những việc nhỏ nhỏ khác. Từ học cấp 3 mình đã có cái đặt mục tiêu riêng cho mình rồi. Đó là vô sinh viên năm nhất, năm 2, năm 3 phải như thế nào. Phải tự lo hết cuộc sống của mình, không có phụ thuộc gia đình, tự kiếm tiền. Thì cái năm 3 đó cũng là năm mà mình đem cái bộ môn trình diễn hội họa này lên sân khấu. Dù là có những cái giai đoạn khác nhau nhưng mà tính ra cái con đường của bạn nó cũng nằm đúng trong cái dự định và cái ước mơ của bạn đúng không? Đúng rồi, từ nhỏ thì đã có một cái định hướng vậy rồi. Đó là cái năng khiếu của mình đã là vẽ. Và theo đúng một cái con đường nó đi. Từ những chia sẻ của Phạm Hồng Minh về niềm đam mê hội họa của mình đến công việc mở xưởng làm khung tranh đầy mới mẻ của anh, tất nhiên là kinh doanh bao giờ cũng có sự cạnh tranh. Nhưng mà bởi vì nó là sở thích của mình rồi, một khi mà mình thích cái gì á thì mình sẽ làm. Tất nhiên là nó cực nhọc hơn cái việc đi diễn rất là nhiều. Đúng rồi. Nó là việc lao động tay chân. Còn đi diễn của mình thì nó đơn giản hơn, nhưng mà mình lại thích nhiều cái trải nghiệm như vậy. Và đặc biệt, mẹ của Phạm Hồng Minh cũng đã âm thầm lắng nghe những tâm sự của con trai về cuộc sống khi xa gia đình từ nhỏ. Minh có chia sẻ là Nha Trang học, Minh qua Nha Trang ở hả? Năm cấp 3. Là nhà gửi đi hay là Minh muốn đi? Cái lúc đó thì ba Minh mất. Thì nói chung là gia đình gặp một số khó khăn cho nên mẹ, cái lúc đó thì mấy anh chị em còn đi học hết. Một mình mẹ thì không lo hết. Cho nên phải gửi cho ông Dượng trong Nha Trang. Lúc đó mình vô Nha Trang để học tiếp cấp 3. Là mình ở mẹ không đủ sức ngon đúng không? Đúng rồi. Mẹ gửi vào nhà Dượng ở Nha Trang. Học cấp 3 đó là mình ở đó cũng phải 3 năm đấy không? 3 năm. Lúc đó thì tâm lý thì sao? Xa nhà thì có buồn không? Lần đầu tiên mà đi xa nhà, từ nhỏ giờ sống ở quê á, rồi sống gần mẹ, gần anh chị em. Thì lúc đó mình đi xa nhà, nói chung là vừa mới lên xe thôi, lúc đó đi xe đò. Ông Dượng đón đi xe đò. Thì vừa lên khỏi xe thôi là mình đã khóc. Không biết sao, tại sao tự nhiên cảm giác nhớ nhà. Vừa mới lên xe thôi, cảm thấy giống như mình đi một nơi xa nào đó. Rồi không biết là bây giờ mẹ ở quê như thế nào, anh chị em ở quê như thế nào. Cho nên những cái năm đầu tiên vô rất là nhớ nhà. Mỗi lúc mà đi học về khuya, học khuya đấy là nhớ nhà, nhớ mấy cháu rồi khóc. Nói chung là khóc thì cũng một mình biết thôi. Lúc đó có bao giờ đặt câu hỏi rằng lý do tại sao là trong nhà có 6 người tất cả mà cuối cùng là Minh là người
phải đi không? Mình một phần cũng muốn đi bởi vì có thể là lúc đó còn nhỏ, cũng muốn đi bởi vì hồi giờ chưa đi xa mà, cho nên cũng thích đi xa. Thế thì cái khoảng thời gian sống ở Nha Trang nó như thế nào, mình kể anh rõ hơn không? Giống như là dì Dượng lo cho mình thế nào, hay là có những cái điều gì mà làm mình cảm thấy buồn, hay là một cái điều vài điều gì đó làm mình cảm thấy bị tủi thân không? Dượng cũng có gia đình nhưng mà cô Dượng rất là thương mình, rất chăm lo từng tí, nói chung là giống như cha mẹ đó. Nhưng mà cũng không có đủ, mình cảm giác không có bằng tình mẹ, cho nên mỗi những cái lúc đó thì cũng nhớ nhà. Rồi cái khoảng thời gian mà sống Nha Trang á thì không có được về quê nhiều. Lúc mà mình ở Nha Trang vậy, mẹ có vô thăm không, hay là 3 năm đó mẹ phải lo công việc? Hình như là cái thời gian mà mình vô Nha Trang mẹ vô thăm được một lần. Với là gặp mẹ có mừng không? Tất nhiên rồi. Mẹ có đòi về không? Ôi, cái lúc mà mẹ đi về thì muốn đi về lắm. Bởi vì... Có nói với mẹ điều đó là... Không nói. Vậy? Bởi vì cái lúc đó mình ít nói lắm. Cái gì cũng giữ trong mình. Rồi một mình tiếc thôi. Và để tiếp sức cho mình có được cái thành công đó thì bây giờ Phương có một cái món quà cho Minh, không biết chương trình có mang vô chưa, là một món quà nhỏ nhưng mà hỗ là trợ cho món Minh quà nữa. Và mình cùng nhờ ra cửa đợi nha. Dạ đã mang tới chưa thì mang vô đi nè, ở trong đây nôn lắm rồi. Món quà gì đây? Ôi má con tao. Ủa vô nào, nào vô. Thôi mẹ ngồi xuống đây nào. Để xịt xịt rồi. Ta lau gác anh rồi. Đây anh gác đây. Gác anh một cái. Một gác. Con nguyên mình buồn như con. Vì nó mấy đứa nhỏ nó qua hoài quậy. Tạo bao nhiêu đây? Còn trời đông cá nữa đi. Không, chưa có xuống. Còn cái phòng này, cho anh đen. Cho anh đen đi, anh đen ở đây. Ở không? Hai phòng bằng nhau. Con dạ. Hạnh phúc quá khóc hay là tạo má? Thấy con buồn quá. Thấy con con mình này tạo. Con có mình tội không lời cho con. Con này tạo. Nhưng mà vui không? Thế nhà đẹp không? Thì vui, bán. Mừng. Nhưng mà người ta con mình mà tạo buồn. Buồn cái gì? Còn nhỏ mà. Đừng... Cũng phải nói trước, Minh cũng xin lỗi Minh là hôm nay thì Phương đến từ chương trình Người Kết Nối. Cũng xin lỗi là bởi vì không có nói trước với Minh mà chương trình về quê rồi trò chuyện với bác, trò tâm sự chút xíu rồi cũng mời bác đến đây mà không nói cho Minh biết. Mong là Minh cũng sẽ thứ lỗi cho Phương cũng cho chương trình. Để... Dù sao thì Minh cũng xin cảm ơn chương trình bởi vì cũng rất là... công phu đó là phải về quê của mình, quay lại những cảnh quê. Thật sự là xem cái đoạn clip đó thì mình cảm thấy rất là nhớ nhà. Ngoài ra thì còn được đưa mẹ mình vô nữa. Thì lâu lắm rồi mẹ mới vô Sài Gòn. Dạ. Thật sự là xin cảm ơn chương trình, cảm ơn Mai Phương. Nói nhỏ nhỏ như mình là bác đến từ sáng rồi, đến đây mà chưa kịp ăn sáng luôn. Phải hỏi là đi ăn đi nó không, chỉ muốn đến gặp con nên bây giờ chưa có gặp được. Cái từ từ đã, mà cứ nôn nao là muốn đi gặp Minh thôi. Không đẹp cho sao, cho mẹ nghĩ nói là nó còn ở nhà trọ cho nó chưa giờ tới nhà đây. Nó nói thì nó nói vậy. Nó nói ngờ ngờ với cô là nó nói sao rồi. Thì em nó nói sao là mong lúc mẹ ở trong này nha. Vậy thì nó nói vậy, muốn cái thằng mẹ ở quầy vua cho mẹ ở trong này. Đâu có ngờ biết nó là mua nhà mua đồ gì đâu, nó không ở trọ đó thì nó không làm anh vậy chứ đâu có biết. Thì giờ thấy nó mua được một căn nhà vậy, cô cũng rất mừng. Cũng vinh dự một đứa con mà từ nghèo khổ tới khó lên tới cái chỗ cũng có như vậy là cô cũng rất là mừng cho đứa con. Dạ. Con mừng rồi con. Đồ của mẹ. Đồ của mẹ. Mẹ mua mang lên cho con, đồ của mẹ mà mẹ mang lên cho con chứ không phải là của mẹ nên xài đâu nha. Để coi thử là cái gì. Chả ram. Trời ơi, chả tôm gì đây nè đó. Tình mấy cô ăn mấy chị ăn nè. Này là đặc sản của quê á. Bánh ít á. Nhìn ngon quá, trời ơi. Được, tôi cũng muốn ăn nữa. Bánh ít lá gai nè. Nhưng mà tôi không có ăn nữa. Cái gì vậy? Bánh ít lá gai. Bánh ít lá gai với lại bánh ít lá gai được ăn được. Dạ, tại con ăn chay cho nên là cái này.
màu nó xanh chứ không có đen như những cái bánh. Không, đen là nó làm bị nó tạo gì nó làm đó. Dạ. Chứ còn của mình chính là gai thì hay là gai nó ủi nó trồng là gai nhiều lắm. Ừ. Đúng không? À, nấu trồng là gà nhiều lắm mày phải thấy rồi, ta rổ vậy. Dừa dạ. Dừa với đậu, đậu xanh. Dạ, trời ơi. Đi ra thì chắc là nhớ mấy món quê phải không? Đúng rồi. Cái này là lá gai người ta giả nhiệt đó. Dạ, đi chi vậy con? Không có bột đâu. Không phải bột đâu. Không bột gì rồi, lá gai tự nhiên lá gai nó mập lên đầu mình hái dừa rồi mình luộc đi. Mình luộc cái rồi cái bắt đầu cái mình tới mấy mình chay chay rồi dần quất không quất luôn rồi mình trộn ra sao đấy rồi cái nó làm này cái nó gói lại cái thành mình đít lá gai ngon lắm chín lá gai. Mà từ đó giờ mới coi con biểu diễn trên tivi thôi hả, đã bao giờ mẹ coi con biểu diễn ở ngoài bao giờ chưa? Có diễn thì quay cho chị ở ngoài chưa vậy hả? Hồi nãy mới vừa nghe phong phanh là tối nay con có đi biểu diễn đó, mẹ có muốn đi coi không?